Luận Đại Trí Độ, quyển 67. Phẩm thứ 45, tiếp theo, văn trì, tiếp theo. Kinh: Này Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn thật là hy hữu, trừ Bồ Tát thành tựu đại công đức vì hết thảy chúng sanh mà tu tập bát nhã ba la mật để được vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát phải tu tập như thế nào để được đầy đủ bát nhã ba la mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật mà chẳng thấy sắc tướng tăng hay giảm, chẳng thấy thọ tướng, tưởng tướng, hành tướng, thức tướng tăng hay giảm, dẫn đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí tướng tăng hay giảm, thì như vậy gọi là Bồ Tát tu tập đầy đủ bát nhã ba la mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi tu tập bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy có thị pháp và phi pháp, chẳng thấy có quá khứ pháp, hiện tại pháp và vị lai pháp, chẳng thấy có thiện pháp, bất thiện pháp và vô ký pháp, chẳng thấy có hữu vi pháp và vô vi pháp, chẳng thấy có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chẳng thấy có sáu pháp ba la mật, dẫn đến chẳng thấy có nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là Bồ Tát tu tập đầy đủ bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì các pháp đều là vô tướng, chẳng có tướng, là không, là hư vọng, chẳng bền chắc, nên là chẳng có tri giả, người biết, và chẳng có thọ giả, người thọ vậy. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, lời dạy của Thế Tôn thật là bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc bất khả tư nghị, nên lời Phật nói ra bất khả tư nghị. Vì thọ tưởng hành thức bất khả tư nghị, dẫn đến vì nhất thiết chủng trí bất khả tư nghị, nên lời Phật nói ra bất khả tư nghị. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát biết sắc bất khả tư nghị, biết thọ tưởng hành thức bất khả tư nghị, dẫn đến biết nhất thiết chủng trí bất khả tư nghị, mà lại trú trong bất khả tư nghị, thì như vậy là Bồ Tát chẳng tu tập đầy đủ bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật rất thập thâm, ai là người tính giải được thâm bát nhã ba la mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nào đã từ lâu đời thường tu sáu pháp ba la mật, gieo trồng thiện căn, thân cận trừ thiện trí thức, thì mới có thể tín giải thâm bát nhã ba la mật được. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát đã từ lâu đời thường tu tập sáu pháp ba la mật, gieo trồng thiện căn, thân cận trừ thiện trí thức? Phật dạy: Ngài Tu Bồ Đề, đó là Bồ Tát chẳng phân biệt sắc, sắc tướng và sắc tánh, dẫn đến chẳng phân biệt nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí tướng và nhất thiết chủng trí tánh. Vì sao? Vì sắc bất khả tư nghị, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả tư nghị vậy. Như vậy gọi là Bồ Tát đã từ lâu đời thường tu tập sáu pháp ba la mật, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, vì sắc thập thâm nên bát nhã ba la mật thập thâm, vì thọ tưởng hành thức thập thâm, dẫn đến vì nhất thiết chủng trí thập thâm nên bát nhã ba la mật thập thâm. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật là kho chân bảo, ở nơi đây có đủ bốn quả thanh văn, quả bích chi Phật, vô thượng Bồ Đề, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi, 18 bất cộng pháp, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Bởi vậy nên nói, bát nhã ba la mật là kho chứa đầy đủ các bảo vật. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật là kho báu thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật là kho báu thanh tịnh. Vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh, dẫn đến vị nhất thiết chủng trí thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật là kho báu thanh tịnh vậy. Luận ở đoạn kinh trên đây có nói đến Bồ Tát thành tựu đại công đức. Đây là nói Bồ Tát tự tu tập các công đức và cũng dạy người khác tu tập các công đức. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo để giáo hóa hết thảy chúng sanh, chẳng có phân biệt thân sơ, chẳng có mong cầu danh lợi. Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh mà cần khổ tu tập sáu pháp ba la mật để được vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát thành tựu đại công đức. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bồ Tát cần phải tu tập bát nhã ba la mật như thế nào để được đầy đủ bát nhã ba la mật? Phật dạy: Tu tập đầy đủ bát nhã ba la mật là chẳng thấy sắc tướng, dẫn đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí tướng tăng hay giảm. Bồ Tát tuy đã được thập địa, đã tọa đạo tràng, đã được đầy đủ bát nhã ba la mật mà vẫn xem đó chỉ là như mộng như huyễn. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều chẳng có tăng giảm, đều là không vậy. Lại nữa, ở nơi hết thảy các pháp, Bồ Tát chẳng có khỏi phân biệt thị phi. Ví như nước từ trong dòng sông chảy về biển, đều hòa đồng với nhau, đều trở thành của một vị cả.
Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật cũng là như vậy. Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật mà chẳng thấy có pháp quá khứ, hiện tại hay vị lai, chẳng thấy có pháp thiện bất thiện hay vô ký, chẳng thấy có ba cõi, chẳng thấy có sáu pháp ba la mật, dẫn đến chẳng thấy có nhất thiết trùng trí, mới gọi là tu tập đầy đủ bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều bình đẳng, và nơi thật tướng thì hết thảy các pháp, dù là hữu vi, dù là vô vi, đều chẳng phải là thường pháp, chẳng phải là thật pháp, đều chẳng kiên cố vậy. Lại nữa, thọ mạng của chúng sanh cũng là không. Vì sao? Vì nếu đã chấp có mạng căn thì là có ngã tướng, mà ngã và chúng sanh đều không, nên thọ mạng cũng là không vậy. Chúng sanh đã là không thì khổ lạc cũng đều là không. Như vậy là chẳng có người biết khổ lạc, chẳng có người thọ khổ lạc, dẫn đến hết thảy các pháp đều là không, nên chẳng có người biết pháp, chẳng có người thọ pháp, tức là chẳng có tri giả, chẳng có thọ giả vậy. Quán pháp không, quán chúng sanh không, như vậy mới hít được đầy đủ bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề vô cùng hoan hỷ, bạch Phật rằng: lời Phật dạy thật là bất khả tư nghị. Phật dạy vì sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí bất khả tư nghị, nên lời Phật nói ra bất khả tư nghị vậy. Vì sao? Vì nhân và quả bình đẳng đồng nhất, Bồ Tát biết rõ sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí bất khả tư nghị, mà chẳng trú trong bất khả tư nghị đó, mới là tu tập đầy đủ bát nhã ba la mật. Trái lại, nếu Bồ Tát còn trú trong bất khả tư nghị đó là còn chấp tướng, nên chẳng tu tập được đầy đủ bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề thấy trong bát nhã ba la mật chẳng còn có chỗ y trì, tựa như biển rộng mênh mông, nên lại bạch Phật: bát nhã ba la mật thậm thâm như vậy, thì ai là người có thể tiến giải được bát nhã ba la mật? Phật dạy: Bồ Tát nào đã từ lâu đời thường tu sáu pháp ba la mật, thường gieo trồng thiện căn, thường thân cận trí thức, mới có thể tiến giải được thâm bát nhã ba la mật. Vì ở phần trước có nói đến trường hợp Bồ Tát sơ phát tâm cũng có thể tiến giải được thâm bát nhã ba la mật, nên Ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật rằng: thế nào là Bồ Tát đã từ lâu đời thường tu sáu pháp ba la mật, thường gieo trồng thiện căn, thường thân cận thiện tri thức? Phật dạy: đó là Bồ Tát chẳng phân biệt sắc, sắc tướng và sắc tánh, dẫn đến chẳng phân biệt nhất thiết trùng trí, nhất thiết trùng trí tướng và nhất thiết trùng trí tánh. Ý của lời kinh như sau: chẳng phân biệt sắc có nghĩa là chẳng phân biệt bốn đại và bốn đại tạo sắc. Chẳng phân biệt sắc tướng có nghĩa là chẳng phân biệt sắc thấy được, sắc nghe được, sắc xấu hay tốt, sắc dài hay ngắn, sắc nhỏ hay lớn, sắc thường hay vô thường, sắc khổ hay lạc, vân vân. Chẳng phân biệt sắc tánh có nghĩa là chẳng thấy sắc là thường pháp, ví như chẳng phân biệt đất có tánh cứng, lửa có tánh nóng, vân vân. Vì sao? Vì sắc tánh rốt ráo không, dẫn đến nhất thiết trùng trí, nhất thiết trùng trí tướng và nhất thiết trùng trí tánh cũng là như vậy. Bồ Tát biết rõ pháp tánh rốt ráo không, nên khi hành bát nhã ba la mật chẳng phân biệt pháp tánh. Do chẳng phân biệt pháp tánh, nên Bồ Tát chẳng hoại pháp, chẳng hoại pháp tướng vậy. Bồ Tát nào hành bát nhã ba la mật mà chẳng phân biệt pháp, pháp tướng và pháp tánh là đã tu tập đầy đủ bát nhã ba la mật, đã biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, đều là bất khả tư nghị. Thế nên nếu có Bồ Tát nào dù nay chỉ mới sơ phát tâm, chỉ mới tu tập trong thời gian ngắn mà đã hành được đầy đủ bát nhã ba la mật như vậy, thì phải nên biết rằng ở trong quá khứ, vị Bồ Tát đó đã từ lâu thường tu tập sáu pháp ba la mật, thường gieo trồng thiện căn, thường thân cận chư thiện tri thức rồi vậy. Đây là lý do vì sao Ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi Phật như trên đây. Hỏi: đất có tướng cứng, này vì sao lại nói đất có tánh cứng? Đáp: cứng là tánh của đất, nhưng tánh cứng được hiển lộ ở nhiều tướng khác nhau. Như vậy, do nhiều tướng cứng nhóm họp lại mà tánh cứng mới được hình thành vậy. Tương tự như vậy, người sân thường biểu lộ tánh sân của mình bằng nhiều tướng sân khác nhau ở nơi thân, khẩu và ý. Nên biết rằng có trường hợp tánh và tướng khác nhau, ví như khi thấy khói thì ta biết có lửa, nhưng khói chỉ là tướng của lửa, chẳng phải là tánh của lửa. Có trường hợp tánh và tướng chẳng có khác nhau, ví như nóng vừa là tướng của lửa, vừa là tánh của lửa. Ngài Tu Bồ Đề nghe bát nhã ba la mật được thấm nhuần lợi ích, nên đã bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì sắc thập thâm dẫn đến nhất thiết trùng trí thập thâm, nên bát nhã ba la mật thập thâm, hết thảy các pháp đều là thập thâm tướng. Ngài lại bạch Phật tiếp: bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật là kho chân bảo,
Ở nơi đây có đầy đủ bốn quả thanh văn dẫn đến vô thượng bồ đề. Bát nhã ba la mật có công năng tiêu trừ hết thảy các phiền não, thành tựu đầy đủ các hạnh nguyện dẫn đến thành tựu nhất thiết chủng trí. Đoạn kinh trên đây nói lên sự tư duy của ngài tu bồ đề và sự tôn kính của ngài đối với thâm bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là kho chân bảo vì ở nơi đây sắc rốt ráo thanh tịnh, thọ tưởng hành thức dẫn đến nhất thiết chủng trí đều rốt ráo thanh tịnh cả. Bát nhã ba la mật là kho chân bảo vì khi vào được trong bát nhã ba la mật rồi thì chẳng còn có các tà hạnh, chẳng còn có các lỗi lầm, là vào nơi rốt ráo không, rốt ráo bất khả tư nghỉ mà chẳng có trú trong bất khả tư nghỉ vậy. Bát nhã ba la mật là kho chân bảo vì có công năng thành tựu hết thảy các nguyện của chúng sanh, khiến chúng sanh ở đời này được nhiều lợi ích và ở đời sau được an lạc ở niết bàn, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Bát nhã ba la mật là rốt ráo thanh tịnh vì như ngọc, như ý bảo châu trong suốt chẳng có tì vết, ví như hư không chẳng dính bụi trần, chỉ có những chúng sanh mê muội chẳng thấy được giá trị của vi diệu chân bảo này mà thôi vậy. Kinh Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ thay, bát nhã ba la mật rốt ráo thanh tịnh như vậy mà vì sao cũng vẫn có nhiều lưu đày. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu bồ đề, bát nhã ba la mật có rất nhiều lưu nạn, bởi vậy nên thiện nam thiện nữ nào muốn biên chép bát nhã ba la mật thì phải nên biên chép ngay, muốn đọc tụng tư duy giảng nói dẫn đến tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật thì phải nên làm ngay, chứ nên để cho các lưu nạn phát khởi. Nếu thiện nam thiện nữ nào nguyện viết chép bát nhã ba la mật trong thời gian 1 tháng hoặc 2, 3, 4 tháng dẫn đến trong thời gian 1 năm thì phải nên siêng năng tinh tấn thành tựu ý nguyện. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là kho chứa nhiều chân bảo nên cũng có nhiều lưu nạn phát khởi vậy. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nơi thâm bát nhã ba la mật này có rất nhiều ác ma muốn gây lưu nạn, khiến người muốn biên chép đọc tụng tư duy giảng nói dẫn đến tránh ước niệm bát nhã ba la mật rất khó có thể thành tựu được ý nguyện. Phật dạy, ngài tu bồ đề dù ác ma có muốn gây lưu nạn nhằm ngăn chặn sự biên chép đọc tụng tư duy giảng nói tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật nhưng vẫn chẳng sao có thể phá hoại được quyết tâm của Bồ Tát. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, do lực nào mà các ác ma chẳng có thể gây lưu nạn đối với Bồ Tát biên chép dẫn đến tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, đó là do Phật lực khiến các ác ma chẳng có thể gây lưu nạn đối với Bồ Tát biên chép dẫn đến tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật. Này Xá Lợi Phất, do có thần lực của chư Phật mười phương thường hộ niệm Bồ Tát biên chép dẫn đến tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật nên các ác ma chẳng có thể gây lưu nạn được. Này Xá Lợi Phất, thiện nam thiện nữ đó phải nghĩ rằng các sự việc ta đang biên chép dẫn đến tránh ước niệm tu tập thâm bát nhã ba la mật đều do thần lực của chư Phật mười phương. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào biết chép đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm tu tập thâm bát nhã ba la mật thì phải biết người ấy đã được chư Phật mười phương hộ niệm. Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Xá Lợi Phất, nhờ có Phật lực gia bị nên thiện nam thiện nữ ấy mới có thể biết chép thọ trì dẫn đến tránh ước niệm tu tập thâm bát nhã ba la mật. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, hiện tại vô lượng vô biên các đức Phật khắp mười phương đều thấy biết thiện nam thiện nữ này đang biên chép thọ trì dẫn đến tránh ước niệm tu tập thâm bát nhã ba la mật. Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Xá Lợi Phất, hiện tại ở trong khắp mười phương chư Phật đều thấy biết thiện nam thiện nữ ấy đang biên chép thọ trì dẫn đến tránh ước niệm tu tập thâm bát nhã ba la mật. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà biên chép thọ trì dẫn đến tránh ước niệm tu tập thâm bát nhã ba la mật thì phải biết người ấy chẳng bao lâu nữa sẽ được vô thượng bồ đề. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì dẫn đến tránh ước niệm tu tập thâm bát nhã ba la mật thì phải biết người ấy ở nơi thập thâm pháp này đã có thâm tín dài, người ấy cũng đã thường cung kính cúng dường tôn trọng thâm pháp này vậy. Chư Phật trong khắp mười phương dùng Phật nhãn thấy biết thiện nam thiện nữ đang biên chép thọ trì dẫn đến tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật, khiến người ấy được đại lợi ích đại quả báo vậy. Này Xá Lợi Phất, do công đức cung kính cúng dường tôn trọng bát nhã ba la mật mà người ấy chẳng đọa vào ba đường ác, dẫn đến được bất thối chuyển địa, chọn chẳng xa rời chư Phật. Này Xá Lợi Phất, do nhân duyên huân tập căn lành như vậy mà mãi cho đến khi được vô thượng bồ đề,
Người ấy chọn tràng xả ly nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chọn tràng xả ly bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chọn tràng xả ly mười Phật lực dẫn đến vô thượng Bồ Đề vậy. Luận: Ngài Tu Bồ Đề nói đến việc các ác ma thường hay gây lưu nạn nhằm phá hoại bát nhã ba la mật. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề và dạy thêm: Thiện nam thiện nữ nào muốn biên chép kinh quyển bát nhã ba la mật thì phải nên biên chép ngay, muốn thọ trì dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật thì cũng phải nên làm ngay. Vì sao? Vì pháp hữu vi là vô thường, là hủy hoại, chẳng thể tin được. Nếu chẳng có siêng năng tinh tấn thì khi vô thường đến, sắc thân có thể bị hủy hoại bất cứ vào lúc nào, khiến chẳng có thể thành tựu được ý nguyện vậy. Lại nữa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hiện trong đời ác năm trưởng, nên các ác ma tìm mọi cách để gây ra các lưu nạn. Cho nên, nếu phải viết chép kinh trong thời gian 1 tháng, 2, 3, 4 tháng, dẫn đến 1 năm hoặc lâu hơn nữa, thì phải siêng năng tinh tấn thực hiện ngay ý nguyện, chớ để cho các lưu nạn có thể xảy đến. Ví như trong thế gian, ở nơi nào có nhiều của báu thì thường bị các giặc cướp rình rập để đánh cắp. Cũng như vậy, bát nhã ba la mật là kho chân bảo nên các ác ma thường quấy phá gây ra các lưu nạn. Ác ma gây lưu nạn dưới nhiều hình thức khác nhau, như khiến người tu hành phải chịu cảnh đói khát thiếu thốn gây cản trở cho việc biên chép thọ trì, tu tập bát nhã ba la mật, nhập vào người tu hành để làm não loạn thân tâm, như bị bệnh tật, gặp cảnh ưu sầu khổ đau, vân vân, gây cản trở cho việc biên chép thọ trì, tu tập bát nhã ba la mật, gây sự bất hòa giữa thầy và trò, tạo cảnh người nghe pháp vạch tội lỗi của pháp sư ngay giữa đại chúng, cả trở việc thuyết pháp và thính pháp. Các ác ma còn hiện thân thiện tri thức thân sa môn, khiến người tu hành, khuyên người tu hành chớ nên biên chép thọ trì, tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật. Như nói, dù có trì giới, có tinh tấn mà độn căn thì cũng chẳng sao có thể hiểu được thâm bát nhã ba la mật. Như vậy có nghe bát nhã ba la mật cũng chẳng có lợi ích gì cả. Bát nhã ba la mật diệt hết thảy các pháp, khiến cho còn có chỗ hành xứ. Người tu bát nhã ba la mật chỉ ví như người ở trần gian mà tự cho mình mặc áo tiên. Như vậy biên chép thọ trì tu tập bát nhã ba la mật cũng chẳng có lợi ích gì cả. Bát nhã ba la mật là không, là vô sở hữu, nên cũng chẳng cần biết đến tội phước, chẳng cần có đạo lý gì nữa cả. Bát nhã ba la mật là không, chớ nên hành bát nhã ba la mật mà hãy nên thủ chấp niết bàn, vân vân. Các sự việc như vậy đều do ác ma gây ra để phá hoại tâm của người cầu Phật đạo. Các người mới phát tâm Bồ Tát khi nghe các sự việc như vậy liền sanh tâm sợ hãi, tự nghĩ rằng ma vương là chủ cõi dục có oai lực rất lớn, như vậy ta làm sao có thể hành bát nhã ba la mật mà đến được vô thượng Bồ Đề để giải nghi cho đại chúng Phật dạy. Ác ma rất muốn gây lưu nạn nhằm ngăn chặn sự biên chép đọc tụng tư duy giảng nói dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật, nhưng vẫn chẳng sao có thể phá hoại được quyết tâm của Bồ Tát. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là đại trí huệ nên có thế lực rất lớn, thắng được hết thảy các ma sự vô thường và hư vọng vậy. Vì đại sự thắng các tiểu sự, ví như hạnh ly dục thắng lòng tham dục, tử bi thắng xuân nhuế, trí huệ thắng ngu si, vân vân. Bồ Tát tuy chưa được đầy đủ bát nhã ba la mật nhưng đã có được khí phần bát nhã ba la mật, nên các ác ma chẳng có thể phá hoại được vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Do lực nào mà các ác ma chẳng có thể gây lưu nạn đối với Bồ Tát biên chép, dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật? Phật dạy: Đó là do Phật lực khiến các ác ma chẳng có thể gây lưu nạn được.